Vietnamside kính chào quý vị các bạn. Để tiếp tục Vietnamside chia sẻ như video trước, lại có một tác phẩm si rất quý lại làm một cái chủ tiêu đề hôm nay của quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng. Tác phẩm này của em Cường Trang, si cổ 0947123127. Em Cường Trang ở Nam Định đã về Ninh Bình triển lãm 2022. Đây là một tác phẩm được đánh giá của anh em yêu cây cảnh rất cao về tác phẩm này, rất là quý quý vị ạ. Nói với độ già với em sai chắc không phải để bàn luận nữa, nó hiện rõ trên ống kính cho quý vị các bạn đang chiêm ngưỡng rồi. Vì có nói nữa thì cũng không già hơn được nữa, mà không nói thì cũng không thể nào trẻ lại được quý vị. Vì tất cả mọi cái đang hiện diện trước màn ảnh cho quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng. Một cây si với em sai nghĩ đây là một cây si rất quý của cá nhân mình đánh giá, còn quý vị các bạn cộng đồng đã từng xem tác phẩm này của em Cường Trang, mua của ai rồi và ở đâu như nào. Em sai sẽ đứng xa một chút cho quý vị các bạn chiêm ngưỡng cái tổng bóng của tác phẩm này. Đây là góc nhìn bên này quý vị, và góc nhìn bên này nữa. Đó, em sai xin phép chia sẻ tác phẩm bên cạnh này luôn. Một cây si cũng nho nhỏ xinh xinh. Cây này của anh Ngô. Wow, anh Ngô cũng tác phẩm rất quý, 0912112459. Anh Ngô về những tác phẩm mà bưng bê, một người bưng quý vị ạ. Cũng là một cây si rất là già. Đó. Còn bên cạnh đây là một cây dáng làng. Cây này của Việt Hội quý vị. Đấy, của Việt Hội. Dáng làng 0889188668 về từ Hà Nội quý vị. Một cây dáng làng răm mịn tít. Đó, cây này mà để trên bàn ngồi uống nước xung quanh thì chấm hết quý vị. Ngồi uống cà phê ngắm cũng sướng, ngắm hàng ngày. Lúc cắt này bắt đầu bộ răm đang nảy lên rất là đẹp. Đúng ra ấy là mỗi video thì ví dụ gặp những cây thật thích như thế này thì Vietnamside phải chia sẻ 10 phút một tác phẩm thì xem nó mới sướng mới đã. Nhưng mà vì cái công việc chung của cái triển lãm nên Vietnamside xin phép chỉ quay một chút xíu thôi để cho quý vị các bạn cùng xem qua một chút. Còn nếu quý vị muốn xem lại thì quý vị tua lại một chút rồi xem lại nha quý vị nhé. Thì nó hợp lý hơn cho Vietnamside cũng chia sẻ các tác phẩm bên cạnh. Bên cạnh đây là một tác phẩm rành của Thế Anh quý vị. Em Thế Anh mang về mấy tác phẩm rất là đẹp, 0395656868 quý vị. Đây mang tính chất chơi và nghệ thuật là chính. Đó. Bên cạnh đây có một tác phẩm của Việt Hội nữa quý vị. Một cái mai chiếu thủy dáng huyền rất là đẹp. Đây quý vị, mà chiếu thủy vẫn sai đánh giá rất là đẹp, mịn màng và rất già quý vị. Đây, tổng bóng quý vị nhá. Đó, em sai sang bên cạnh này chia sẻ tiếp quý vị. Cây đâm lùn. Cây này của Giang Hoài Văn, Tuyên Quang quý vị ạ. Đây là một cây xanh hệ dáng làng chuyển Việt Hà Đông, xanh dáng làng quý vị, 0914826282 đang được dằm rất là đẹp quý vị, rất là đẹp quý vị này, mịn tít luôn quý vị. Còn bên cạnh đây là một cái đề vì em sai tranh thủ chia sẻ một chút quý vị ngắm nhá. Về thời gian nó không còn được nhiều nữa nên mong quý vị các bạn thông cảm. Đây là một cây si này quý vị, một cây si của anh Ngô, cây si mịn tít quý vị, ở một bể đá rất là mịn màng quý vị này.
tiếp tục sáng lựa cái này đem ra chia sẻ tiếp. Đây quý vị ơi, một hàng ở đây. Đây thì của em Hùng Vân thì quý vị biết rồi. Cây long bên sai tiện thì một cái hàng này em sai chia sẻ luôn quý vị các bạn chiêm ngưỡng lại. Cây này của Đào Trọng Hiếu quý vị, một cây xanh luồn lực mịn rất là già quý vị. Đang lên dòng rất đẹp quý vị. Hôm nay là mùng 2 tháng 5, cũng là ngày cuối cùng của buổi chuỗi triển lãm Ninh Bình 2022. Website chia sẻ nốt những tác phẩm mini cho quý vị các bạn tiện chiêm ngưỡng. Còn bên cạnh đây là một tác phẩm của anh Dũng Kẹo Nghiên, mịn màng quý vị ạ. Bộ dòng miễn chê về tác phẩm này rất già, một chậu lâu năm và đủ lực nhăn nheo hết cả rồi. Còn ở dưới đây là một tác phẩm nhỏ nhắn xinh xắn của em Thế Anh, số điện thoại này quý vị. Em chơi rất kỹ từng cái đôn, cái kỷ gỗ, cái chậu đá hoa văn rất đẹp. Một cây rất đẹp, đang lên dòng già lắm quý vị. Cây này mang tính chất nghệ thuật rất cao quý vị ạ. Đó. Và tiếp tục bên này là một cây si cũng của anh Dũng Kẹo, lên già lá rất đẹp. Dũng Kẹo Nghiền dòng chấm hết. Cạnh này là một cây long quy xuất động, si quý vị ạ. Cái này là cây si bán đá lâu năm quý vị, rất già, bóng dáng tự nhiên, quả chín đẹp chưa quý vị nào. Đấy, quả si này chín mọng luôn. Cái này rụng xuống cái lại lên. Những cây trào, trào màu, những chú chim trào màu mà gặp được những quả này thì chấm hết cuộc đời. Cây mang tính chất nghệ thuật rất cao về dáng tự nhiên. Tiếp tục cái cây này nữa làm sao chia sẻ với quý vị luôn này. Cây này của Tuyên Mùi quý vị ạ. Tuyên Mùi, gió thổi bay dính cả vào đây. Số điện thoại là 0983 938 538. Một cây lồng lực rất đẹp, đẹp lắm quý vị ạ. Một cây mai chiếu thủy, một người bê, dáng tuyệt vời đẹp. Quan trọng về giá thôi, đến với con thôi. Giá hợp lý chắc bay lâu rồi quý vị ạ. Hãy xem ai có điều kiện thì sẽ sở hữu những đồ đẹp. Điều đó là có thực. Cây này của Trần Văn Nam, số điện thoại là 0978 436 510. Cây vuông tay nhỏ nhắn xinh xắn, rất là già quý vị ạ. Bên cạnh đây là cây của Hoàng Văn Tú. Đấy, Hoàng Văn Tú 0937 0847. Của số đẹp mà. Số đẹp này chắc là nhà có điều kiện này quý vị, dùng từ 17 cơ mà. Cây xanh rất đẹp, mịn màng, nhỏ nhắn xinh xắn và bộ răm rất là mịn màng quý vị. Đấy, đồ thì chơi đây, đẹp từ cái an này quý vị. An ngày xưa các cụ chơi an cổ, mộc mạc, đẹp, mang tính chất cái cổ kính rất là cao. Đó là Vemsai vừa chia sẻ với quý vị một lượt ở cái bục này. Vemsai xin dừng ở đây để tiếp tục chia sẻ một hàng để quý vị ngắm nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.